Chào mừng các em đã đến với buổi livestream của cô Thủy ngày hôm nay. À, các em đã à, coi cái đề tham khảo của à, Bộ Giáo dục dành cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 này chưa nè? Ừ, chắc là các em cũng nôn nóng à, muốn biết thử xem coi là à, trong cái đề à, minh họa năm nay nó sẽ có những cái phần gì à, khác hơn, dễ hơn hay là khó hơn so với cái đề những cái năm trước. Đó, vì vậy mà chúng ta mới có cái buổi livestream ngày hôm nay để mà cô có thể cùng với các em chúng ta giải cái đề này một cách cặn kẽ cũng như là sẽ phân tích so sánh với những cái đề của các cái năm trước. Được không nè? Rồi, các em ơi, hãy like cho cô nè để có nhiều cái sức lực để mà có thể livestream tốt bữa hôm nay cũng như là hãy share để mời các bạn mình vào học đông cho vui các em nha. Rồi, bây giờ không để các em đợi lâu, chúng ta sẽ đi từ câu số 1. Trong quá trình đi như vậy thì à, giải như vậy á thì cô sẽ phân tích từ từ cho các em nè, so sánh với những cái đề các cái năm trước cho các em dễ theo dõi nha. Rồi, đầu tiên, câu số 1. Đây, câu số 1 là một cái câu của lớp 11 các em thấy không? Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam, 8 nữ có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh như vậy là chúng ta sẽ thấy là 6 nam 8 nữ tức là nhóm này có 14 bạn 14 bạn mà chọn ra một bạn đương nhiên chọn đáp án A không suy nghĩ gì hết cho cấp số nhân có số hạng U1 bằng 2 U2 bằng 6 cũng là một câu 11 luôn đúng không như vậy thì muốn tìm công bội của cấp số nhân thì các em sẽ lấy số hạng sau chia cho số hạng liền trước. Ở đây cô sẽ lấy 6 chia 2, chúng ta được bao nhiêu? 3, chúng ta chọn đáp án 2A. Bây giờ câu 3, diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh L và bán kính đáy R thì bằng. Đây là một câu của học kỳ 2, à, học kỳ 1 phải không? Nhưng mà câu này là của lớp 12 á Nhưng mà câu này thuần lý thuyết thôi các em Mình sẽ không nói nhiều Diện tích xung quanh nhưng mà coi chừng nha Mấy cái công thức diện tích xung quanh nè Rồi thể tích nè Nón trụ rất là dễ lộn Thêm mặt cầu nữa chứ Cố gắng đừng có lộn PRL nha Đáp án C Câu số 4 Cho hàm số của bạn biến thiên như sau Hàm số đồng biến trên bảng Trên cái khoảng nào Đây chúng ta sẽ coi hàm số của chúng ta đồng biến trên khoảng nào nha đồng biến là mũi tên đi lên hoặc là đạo hàm mang dấu cộng một khúc nè hai khúc rồi chúng ta coi một tới cộng vô cực không được ha trừ một tới không cũng không được trừ một tới một vậy là chỉ có thể chọn gì thôi các em không một những câu này các em thấy là mình gặp ở rất nhiều trong những cái đề năm trước không bao giờ làm khó mình được ở những câu này ha khối lập phương có cạnh là 6. À, thể tích của khối lập phương chính là bằng cạnh mũ 3. 6 mũ 3, đừng có bị lộn cẩn thận thì bấm máy tính. Bạn nào mà thuộc luôn thì la ra 216. Bây giờ, nghiệm của phương trình lóc cơ số 3 của 2x-1 bằng 2. Thì đúng ra đó các em, hôm bữa giờ mà các em theo dõi những cái buổi livestream của cô á thì bao giờ giải phương trình lóc cô cũng nhắc các em đi nhắc lại là chúng ta phải chú ý cái điều kiện của phương trình lóc nhưng mà ở đây á thì chúng ta khỏi cũng được cô ghi ha phương trình tương đương luôn tương đương cái gì các em 2x trừ 1 bằng à, cô lấy 3 mũ 2 nhớ nha số 3 qua đây thì đưa cái số 2 lên thành mũ là ra số 9 như vậy chúng ta có 2x bằng 10 Tức là x bằng 5 Vậy tại sao đây không đặt điều kiện các em Là tại vì 2x trừ 1 của mình á, Là bằng 9 Hiển nhiên là số dương rồi Cho nên là đối với cái phương trình mà Lóc cơ số A của x bằng B Thì mình không cần đặt điều kiện Cho x dương cũng vẫn được ha Tiếp tục Bây giờ câu số 7 Đề bài cho gì đây Cho hai cái tích phân Một cái tích phân á là đi từ 1 tới 2. Còn cái kia đó các em thì đi từ 2 tới 3. Vậy thì bây giờ người ta hỏi là hỏi từ 1 tới 3. Như vậy thì chúng ta làm gì cho cô? Cộng hai cái tích phân này lại cùng là fx mà. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có câu 7. Câu 7 gì đây? Dễ quá comment thử cô coi nha. Câu 7 gì? À, câu 7b trừ 2 cộng 1. Ha. Tiếp tục câu số 8. Cho hàm số fx có bảng biến thiên như vậy, giá trị cực tiểu. Qua dễ rồi, giá trị lớn nhớ cô nói. Phân biệt hai câu hỏi. Một, hàm số đạt cực tiểu tại x bằng bao nhiêu là chúng ta ghi cái giá trị x bằng. Còn đây ta hỏi giá trị cực tiểu là phải căn vô y. Đây là cực tiểu, chúng ta chọn câu D. Thấy được chưa? Câu số 9, đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên. Chúng ta thấy cái đồ thị này đúng không các em? Như vậy thì là đây là hàm bậc mấy? Comment chưa, comment chưa? Hàm à, giống như chữ M ha, à, W hàm bậc bậc 4 trùng phương. Hàm bậc 4 các em nhìn cho cô cái nhánh cuối đây là nhánh đi xuống đúng không các em? Tức là a của nó phải là số âm. Chúng ta chỉ có thể chọn câu A và câu B Và nếu âm thì chúng ta chọn chính A ha Câu số 10 ừ, Với A là cơ là số thực dương tùy ý rồi Thì lóc cơ số 2 của A bình phương Lưu ý Cái mũ này đưa xuống đây các em Cô cũng hay nhắc chỗ này Thì phải ra là lóc cơ um, Xin lỗi các em 2 lóc cơ số 2 của trị tuyệt đối A luôn luôn nhưng đề bài đã cho mình A là số thực dương Cho nên trị tuyệt đối A Thì bằng chính A luôn Như vậy ra chúng ta chọn Chọn đáng gì à, Các bạn mình thấy được chưa Câu 10C Tốt. Rồi 10 câu đã qua 10 câu đầu không có gì để nói ha Mình sẽ để dành Để nói những câu sau Chứ nãy giờ ra giải 10 câu là chỉ mới được Vậy thôi các em hai điểm thôi chống liệt thôi câu số 11 họ nguyên hàm cô nói á thật ra mấy cái họ nguyên hàm nó không có khó nhưng mà dễ sai dấu nhất là mấy cái hàm lượng giác này cho nên nhớ nha đạo hàm của cos thì trừ sin nhưng mà nguyên hàm của cos thì là bằng sin cho nên nhớ là đó nguyên hàm của cos là sin số 6 mình giữ nguyên đúng không x Nguyên hàm là x bình phương trên 2 nhân với 6 là 3x mũ 2. Mấy câu này dễ. 11. A. À, 12. Cô cho mình 5 giây để mình làm câu 12 cho cô. Mô đun của số phức 1 cộng 2y. Câu cô coi thử coi. 12 à. 12 C. Cô coi các bạn chọn đúng không nha. Phần thực là một, phần ảo là hai. Như vậy là một cộng hai bình là bốn, bốn với một là năm. Lấy căn 12 c các bạn mình làm đúng rồi. Nếu mà bạn nào các em mà chúng ta đọc hết cái đề này thì chúng ta thấy cái phần số phức của cái đề minh họa năm nay á dễ hơn khá nhiều so với những cái câu số phức của những cái đề năm trước. Tại vì số phức các em nó nằm ở cái phần học kỳ 2 của lớp 12. Thật ra cái giảm tải của bộ á thì là không có giảm tải cái bài học của chúng ta nhiều, nhưng mà những cái phần mà ở bài tập ở học kỳ 2 á các em thì nó nhẹ nhàng hơn một chút. Đó, cho nên là những câu số phức này á các em rất là nhẹ nhàng, đa phần á là công thức thôi. Thành ra các em cố gắng là lấy điểm ở những câu số phức này ha. Năm nay rất là nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục câu số 13. Hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng OXY. Đây là câu không gian OXYZ cũng nằm ở học kỳ 2. Hôm bữa có một lần cô đã từng nói các em OXY là thiếu chữ Z đúng không? Cho nên là Z bằng 0. Còn lại chúng ta giữ lại X nè. Chúng ta giữ lại Y. Như vậy chúng ta có 2 trừ 2 0. 13B. Nhớ nha, chiếu lên cái gì á, ví dụ chiếu lên OX thì X giữ lại cái số đó, y, Z không hết. Hình chiếu rất là đơn giản ha. Câu số 14 là một câu về mặt cầu. Rồi, cho mặt cầu, mặt cầu này ở dạng x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương cộng z trừ c tất cả bình phương bằng R bình phương. Cho nên tâm thì các em chỉ cần cho từng cái trong mặt này nè các em, bằng không thôi. Ha. Đó chúng ta cho từng cái này bằng 0, chúng ta sẽ được kết quả là 1, trừ x thì bằng 1, y thì bằng trừ -2, z bằng 3. 1 trừ 2 3 coi chỗ nào? 14, thấy chưa các em? 14d. Rồi, tiếp tục. Câu số 15. Đây, các bạn mình thấy câu số 15 chưa? Rồi trong không gian cũng không gian của xyz cho mặt phẳng vector nào dưới đây là một vector pháp tuyến tức là mặt phẳng thì có rất là nhiều vector pháp tuyến các em lưu ý vậy hmm. nhưng mà đâu cái này có những cái đề nó cho sẵn luôn thì rất là dễ trước x 3, trước y 2, trước z trừ bốn ba hai trừ bốn có không úi giời câu d à có sẵn hết trơn không cần phải suy nghĩ trong không gian OXYZ, điểm nào dưới đây thuộc cái đường thẳng D này? Nếu đề bài cho dễ các em, thì chỉ cần cho trinh tử bằng 0 là nó ra cái điểm luôn. Thử cái này dễ không nha. Nếu mà cái dạng dễ là cho trừ 1, 2, 1. Coi có không? Ủa, có sẵn luôn nữa các em ơi. Câu 16. À, phải chưa nè. Rồi. 17. 17 là một câu của học kỳ 1. Ha, rồi, câu 17. Nếu câu 17 này á mà làm khó mình nữa các em thì chỉ làm khó mình cái góc thôi. Góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. Thấy không? Đây. Góc giữa SC vậy cô tìm thử cho các bạn coi nha. Góc giữa SC và mặt phẳng ABCD, cái này cô cũng đã chỉ tìm rất là nhiều góc giữa đường và mặt thì bằng góc giữa đường cái đường này giữ lại và hình chiếu của đường lên mặt như vậy là chúng ta phải chiếu sc lên mặt phẳng abcd vậy thì sc và abcd có phải có chữ c chung không vậy thì các em chỉ cần chiếu s lên nhìn vô hình chiếu s ra a như vậy góc của chúng ta chữ c chung đưa vô giữa sa hai bên chúng ta có góc SCA rồi đứt cái nha tại vì cái này bút lông xanh lên chứ không đường này đứt cái nha rồi góc SCA bây giờ đề bài cho cạnh hình vuông là A căn 3 như vậy là để tìm cái góc này thì chúng ta phải áp dụng à, tính sin cos tan ở trong cái tam giác SAC vuông tại A như vậy thì nhắm là đề bài cho gì? ôi cho SA luôn rồi các em. Vậy chỉ cần tính cho cô AC là đủ. AC là đường chéo của hình vuông, đề bài cho hình vuông. Đường chéo hình vuông là bằng cạnh nhân căn 2. Lưu ý rất nhiều bạn chỗ này là cạnh là để a, không phải. Hình vuông của mình cạnh là a căn 3. Cho nên ở đây sẽ là a căn 3 nhân căn 2. Được chưa? Như vậy là AC là A căn 3 căn 2. Rồi bây giờ cô viết vô đây ha. Cô sẽ đi tìm tan của góc SCA. Tan thì bằng đối trên kề SA trên AC. Tính chưa? Tính chung với cô chứ không phải ngồi đó coi cô tính thôi nha. À, tại vì á, các em mà không có bắt tay vô tính, ngồi thấy cô tính ôi cha, thấy cũng dễ ha. Tới khi một mình mình bắt tay vô tính là bắt đầu thấy nó khó liền Cho nên là trong lúc cô tính các em cũng tính luôn Nếu được thì nhớ là comment nè à, Hoặc là ra kết quả giống cô Bấm một cái like cho cô Thả một cái tim ừ. Thấy nhiều like nhiều tim là cô biết các em làm đúng rất là nhiều Nhớ nha SA là nhiều Nhìn vô đề A căn 2 AC là a à, căn 3 căn 2 bởi vậy nãy cô không có nhân căn 2 vô là vậy đó. a à, a à, mất căn 2 căn 2 mất 1 trên căn 3. Chỗ này bạn nào không nhớ thì cứ việc bấm máy tính. Còn bạn nào mà thuộc thì tan bằng 1 phần căn 3 tức là góc của mình bao nhiêu độ các em? 30 độ. Cô chọn đáp án câu 17d. Coi coi các bạn mình có ra giống cô không? <laughs> Cũng có bạn ra được chứ bộ. Đây, câu số 18 cho hàm số fx bản xét dấu của f'x như sau. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là chắc câu này cũng không có thành khó mình được đâu đúng không? Đừng có bị người ta dụ là cứ f' bằng 0 chỗ nào là có bao nhiêu cái cực trị, không có. Phải là qua cái điểm x0 đó thì f'x phải đổi dấu mới được. Như vậy thì nó chỉ đổi dấu khi đi qua một nè đi qua trừ 1 tức là chỉ có mấy cực trị thôi à chúng ta chỉ có hai cực trị thấy được chưa rồi vậy thì chúng ta chọn 18 câu b 19 ừ, 19 thì bây giờ đây coi cô làm thử câu 19 nha à đây giá trị thật ra câu này cũng dễ lắm nhưng mà thôi mình cứ nói dễ dễ rồi mình chủ quan thì là mình không có điểm mất tiêu giá trị lớn nhất thì đầu tiên làm gì cho cô y phải trừ 4x mũ 3 cộng 24x được chưa cô cho y phải bằng 0 thì cô tương đương ra là x bằng 0 và x bằng cộng trừ căn 6 lưu ý chúng ta chỉ chọn những cái x nào nằm trong trừ 1 đến 2 mà thôi Vậy thì không vô nè, nhận, nhận nha. Cộng trừ 6 lọt ra ngoài hết trơn rồi, tại vì 2 nó khoảng có căn 4 thôi. Cho nên là các em mà ra vậy là nguyên cái cụm cộng trừ căn 6 này lên đường hết ha. Như vậy là chúng ta sẽ tính cho cô y tại 1 nè bằng bao nhiêu nè. y tại -1 chứ. y tại 2 nè và y tại 0. Rồi tính thử coi một có đổi cái bút một chút nó hơi hết mực rồi như vậy là chúng ta có bao nhiêu nè y tại một không mấy thôi bấm máy tính đi rồi nhớ bữa cô đã chỉ cái này rồi phải không nhập hàm vô trừ x mũ 4 đây nhớ là thế giá trị lớn nhất nhỏ nhất là thế vô y nha có nhiều bạn cứ đi thế vô y phải là sai hết trơn Trừ x mũ 4 cộng 12 X mũ 2 cộng 1 nè Cô muốn chọn uh, trừ 1 Rồi cho x bằng trừ 1 ra 12 Rồi bấm tiếp Ken này hỏi Nó hỏi muốn x nhiêu 2 33 Không thôi khỏi bấm máy ha Dễ rồi không thể vô đây ra 1 Như vậy giá trị lớn nhất của mình là bao nhiêu các em 33 có không? Có số 33 không? Có chữ sau không? 19C. Được chưa các em? Rồi. Tiếp tục nha. Cô có câu um, 20. Câu 20 này thì cô sẽ giải cho các em. Câu 20 nó cho gì đây? Nó cho là thỏa mãn lóc cơ số 2 của A lóc cơ số 2 của A bằng lóc cơ số 8 của AB. Nhận định sao các em? 8 là 2 mũ 3, phải không nè? Cho nên là chúng ta sẽ tương đương qua đây là 2 mũ 3. Này mũ ở dưới phải không? Đưa ra ngoài nằm ở dưới mẫu, cô đá lên đây luôn. Cô ra được là 3 lóc cơ số 2 của A thì bằng lóc cơ số 2. Lóc tích, lóc tích thì bằng gì? Tổng của lóc Lock cơ số 2 chứ Của A Cộng cho lock cơ số 2 Của B Như vậy là cô chuyển qua cô được là 2 lock cơ số 2 Của A Bằng lock cơ số 2 của B Đâu coi có giống chưa 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 Không còn chữ lóc Như vậy là số 2 này Bay vô đây Rồi như vậy là cô sẽ được là A bình phương bằng B Có ha trả liền ngay lập tức câu 20 D. Bây giờ giải bất phương trình. Ừ, bây giờ giải bất phương trình. Cô làm gì đây? Các em lưu ý cho cô là 5 mũ x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 5. 5 mũ x trừ 1 lớn hoặc bằng 5 x bình phương trừ x trừ 9 Lưu ý kỹ cho cô, 5 là cơ số lớn hơn 1. Cho nên lúc mà các em cân bằng cái lúc mà các em so sánh hai cái số mũ á thì nó giữ chiều. Còn chừng nào mà anh này mà nhỏ hơn 1 á, thì nhớ là đổi chiều lại cho cô. Như vậy cô sẽ tương đương x 1 lớn hơn hoặc bằng x bình phương trừ x 9. Đây là một bất phương trình bậc 2. Chuyển qua bên đây cũng được ha. x bình phương là trừ 2x x chuyển qua đây là trừ 2x trừ 1 qua đây là cộng 1 trừ 9 cộng 1 là trừ 8 qua bên đây thì dấu bé hơn hoặc bằng 0 vậy là à, nghiệm là bao nhiêu nhận được nhưng mà thôi tính luôn cho các em coi đây như vậy là nghiệm là 1 nè đã quên xin lỗi trước a là 1 nè trước x bình là 1 trước uh, x là trừ 2 đây là trừ 8 nhiêu 4 với trừ 2. Bạn nào cẩn thận thì cứ kể cái trục này ra các em. Trừ 2 trước, 4 sau, cộng, trừ, cộng. Lấy âm, bỏ dương. Như vậy sẽ đi từ trừ 2 tới 4. Đây, tập nghiệm 21A. À, nãy giờ cái giải câu 24 được không? Ra giống cô không? À, nhớ giống thì phải báo hiệu cho cô. Cô mới biết là các bạn đã ra giống y hệt ha. Câu 22. Cho hình trụ ừ, có bán kính đáy bằng 3. Đây, cho hình trụ. Hình trụ biết rồi phải không? Ừ, cái này mình học ở học kỳ 1. Các em lưu ý cho cô một điều đó, là tại học kỳ 2 đó, thì đề sẽ cho nhẹ ở cái phần học kỳ 2 lớp 12. Do chúng ta không có nhiều thời gian để mà chúng ta luyện đi luyện lại ôn tập vì vậy những câu mà học kỳ một những câu đã học rồi là các em phải cố gắng là coi đi coi lại cho kỹ làm cho kỹ để mà chúng ta có thể làm rất tốt những cái câu mà nằm ở học kỳ 1 lớp 12 còn cái phần mà lớp 11 á, thì các em thấy là nó chỉ đi cho mình phần tổ hợp nè xác suất nè cấp số cộng cấp số nhân nhẹ nhàng Ngoài ra là phải nắm được cái liêm để mà chúng ta có thể lập bản biến thiên. Đó, lớp 11 thì chúng ta phải nắm như cái đó. Còn lớp 12 á, thì các em nhớ là có bốn chương nè. không Hàm số, à, hàm số vẽ đồ thị, rồi ứng dụng của hàm số, ứng dụng đạo hàm gì đấy. Đó, đó là cái phần hàm số. Rồi cái phần phương trình lóc mũ, này, hàm số mũ, hàm số lóc, hàm số lũy thừa gì đó. đó. Những cái phần đó phải có rất là kỹ. Hay là hình học á, thì là học khối đa diện nè hoặc là khối tròn xoay nhớ những cái đó cho cô nha thì cái câu 22 này là một cái câu về khối tròn xoay họ cho mình cái hình trụ hình trụ có bán kính đáy là ba biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một cái mặt phẳng qua trục thì thiết diện thu được là một hình vuông như vậy thì cô sẽ vẽ cái hình vuông nhớ à cái hình trụ này đó đây đây là cái thiết diện qua trục nè đây là cái trục của mình nè rồi cái hình trụ đó rồi ô nè ô phẩy nè bây giờ coi đề cho gì bán kính đáy là ba tức là chỗ này là ba à, thu được hình vuông diện tích xung quanh phải coi cái đề bài nó hỏi cái gì để nương theo đó mà làm như vậy diện tích xung quanh của hình trụ S xung quanh bằng gì các em? 2pi r, 2P, r l, 2pi 2pi thì không có gì rồi, bán kính đề bài cho là 3. Vấn đề là cái đường sinh này bằng gì? Thì chúng ta thấy đây là hình vuông, nó cô đặt tên dấu ở đây ABCD là hình vuông. Mà đề bài cho bán kính đáy là 3, vậy thì suy ra cái AB này bằng 6, AB thì bằng AD tức là bằng 6 luôn. Như vậy chúng ta có gì? 2 lần 3 là 6, 6 lần 6, 36 pi. Chọn đáp án 22 cột B. Nhẹ nhàng ha. Rồi, câu 23. Hàm số có bảng biến thiên. À, những cái câu này chúng ta thấy chúng ta cũng gặp rất là nhiều. 3fx 2 bằng 0 thì chúng ta tương đương ra là fx bằng 2 phần 3 được chưa? Như vậy, phương trình này chính là phương trình hoành độ giao điểm của một cái đồ thị của hàm số à, y bằng fx và cái đường thẳng y bằng 2 phần 3. Chúng ta nhìn coi 2 phần 3 có phải ở giữa không với một không các em? Kẻ ngang cái đường này qua. Sao? Cắt fx tại 1, 2, 3. Vậy thì phương trình này có 3 nghiệm. Mấy câu này các em để ý các em thấy là ở những cái năm trước là cũng ra rất là nhiều 23 câu rồi đó Các à, có bạn sẽ đánh một cái phào nói là đề năm nay thấy cũng được ha ráng giải thêm hai câu nữa đi để tới câu 25 coi được 5 điểm dễ dàng không nha rồi họ tất cả các cái nguyên hàm ừ, đụng tới câu nguyên hàm rồi ha coi nguyên hàm như thế nào Uhm, nguyên hàm của x cộng 2 trên x trừ một dx những cái này ở những cái đề nếu bạn nào mà à, theo dõi thường xuyên những cái buổi livestream của à, nhà kiến á, thì các em thấy là các thầy cô chỉ các em những cái dạng nguyên hàm này rất là nhiều chúng ta có nhiều cách làm hoặc là chúng ta đặt ẩn phụ nè đặt t là cái mẫu hoặc là các em có thể lấy tử chia cho mẫu hay là những cái biểu thức đơn giản như vậy thì thôi, chia làm gì? Xử luôn các em. Ở dưới mẫu là x 1, vậy thì cô để đây x 1. Cô tách thành hai cái tích phân đơn giản. Vậy thì cô thêm 1 lên trên tử, thì cô phải cộng 1 vô cho nó về đúng không em? Cộng 1 đụng thêm cộng 2 nữa, thì nó ra 3 trên x 1 dx x 1 trên x 1 là một nguyên hàm của một là x vậy thì chỗ này là x nguyên hàm của 3 phần x là log nê ba của x 1 nhưng vì đề bài cho chỉ lấy cái khoảng từ 1 tới cộng vô cùng cho nên trong trị tuyệt đối của mình là số dương cho nên chúng ta lấy x cộng cho 3 log x 1 x cộng 3 log x 1 khỏi tuyệt đối nhớ họ nguyên hàm có cộng C 24 A à, 25 đây câu để mà đạt tới 5 điểm rồi đây đây là một cái câu gọi là câu um, thực tế phải không câu thực tế nhưng mà à, câu thực tế năm nay nghĩ ra là cô thấy nó cho nhẹ nhàng các em các em coi thử giùm cô các em nhớ đối với cái câu mà nó cho mà gọi là cái đề mà nó dài 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 á thì các em lấy cái bút á bút dạ quen hay bút màu gì đó đó à, các em gạch vô những cái chỗ gọi là từ khóa phải không hay là những cái công thức những cái số toán của mình thì mình chú ý vô là công thức và những cái số liệu hmm. rồi s bằng một công thức các em thấy rõ không cô ghi ra cho các em thấy rõ hơn chút nha sợ nó hơi nhỏ nhỏ n nhưng r đó người ta cho vậy đó các em trong đó a là dân số a là dân số của cái năm lấy cái móc s là dân số sau n 5 r là cái tỷ lệ ừ. thì bây giờ cái năm 2017 ấy các em dân số là 93 triệu 671.600 người ha nhờ những cái đề này đang thi làm bài mệt mệt tự nhiên mà À, đọc những cái số liệu này cũng làm cho mình thấy vui vui. Tức là tự nhiên mình biết được một cái gì đó à, dân số trong năm 2017 của Việt Nam là 93 triệu mấy ha cũng thú vị. Rồi bây giờ giả sử tăng dân số hàng năm là 0,81 phần trăm. Thì dự báo dân số 2035 là bao nhiêu? Vậy thì đầu tiên chúng ta cần biết a à, là cái dân số mà cái móc tính á, như vậy cái cái số 97 triệu này là A nè các em. Cái này là R nè. Thấy không? Còn cái năm của mình thì các em thấy từ 2017 tới 2035 trở tính cái này tính nó cô cầm máy tính mà kệ cô tính cho các em coi. 2035 trừ 2017 là được 18 năm. Tức là N của chúng ta là 18. Như vậy thì giờ cho hết rồi, cô thấy số vô nha. Cô có 93 triệu 671 600 đúng không mấy cái này mà 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 rồi nhân cho này là chữ E nè các em E đó rồi mũ lên nè N là 18 năm nè nhân cho 0,81 phần trăm bấm 0,81 nhớ bấm phần trăm ừ, uhm, bằng một lẻ tám ba bảy bốn là cô thấy cái 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 b được nè tại vì người ta kêu là kết quả làm tròn tới chữ số hàng trăm cái cho nên từ cái số hàng trăm một lẻ tám ba bảy bốn là mình làm tròn bảy trăm luôn câu b à. trời đất ơi năm điểm sao mà nó nhẹ nhàng mà nó dễ dữ vậy à được ha các em năm đã cô coi nãy giờ làm khoảng hơn nửa tiếng vừa nói chuyện vừa này nọ cho nên là ra thi cũng tâm trạng thoải mái làm bài từ từ không mệt mỏi thì ngồi thư giãn nhưng mà thư giãn chút xíu thôi nha đừng có thư giãn lâu quá tại vì cái thời gian làm bài của mình nó không có quá nhiều cho nên nếu mà không có biết tận dụng á là rất là khó ha nhớ là tự tin với những kiến thức mình học vì mình đã ôn tập được rất là nhiều nhưng mà cô cũng có nhắc nhở với các em đây chỉ là cái đề tham khảo thôi các em à còn cái đề sự thật ra như thế nào thì mình cũng chưa biết được có nhiều bạn kêu trời đó coi sao cái đề tham khảo dễ quá mà ra cái đề thật nó lại một trời một vực khó quá khó đó cũng là chuyện bình thường đừng có sốc và cũng đừng ý ý lúc nào mình cũng nói là ôi năm nay dễ lắm mẹ coi đề tham khảo rồi đề tham khảo dễ suy ra đề thực dễ luôn là cô không có chắc nha ừ. cho nên là mục đích của mình vẫn là gì các em ôn luyện thật kỹ không được chủ quan làm bài tính toán cẩn thận nhớ cô nói nha rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu 26 cho hình lăng trụ đứng ABCD A B phẩy C D phẩy Đấy là hình thôi Đây là cái hình người ta cho nha các em Tại vì các em thấy là hình vuông, hình thoi, hình bình hành, hình chữ nhật gì người ta cũng vẽ qua một cái loại hình bình hành thôi Thành ra coi cho kỹ chứ không thôi nhiều khi là mình bị lộn Cứ tưởng là ở dưới là hình vuông là không được Nhớ Bởi cô nói phải gạch đích những cái gì mà gọi là từ khóa công thức này nọ rồi, bây giờ đề bài cho gì? Cho A, A phải là 4A là của ưng rồi đó. 4A thì cho mình được cái chiều cao. Rồi, cho BD bằng A căn 3. BD. A căn 3. Ừ. Bỏ quên cái yếu tố rồi thấy chưa? Hình thoi cạnh A. Trời ơi, nó cho một loạt đây. Dễ thương. Đang nói trời đất ơi, cho vậy vậy thì bây giờ nếu mà để dễ đó các em thì các em nên cô hay gọi là trích cái phẳng đó, đó mình trích cái phẳng là mình vẽ một cái hình thôi ra đây cho nó dễ dòm ha ở đây là a b c d đề bài hỏi gì các em thể tích khối lăng trụ vậy thì phải nhớ cho cô v của cái hình lăng trụ này thì bằng gì bằng chiều cao nhân cho diện tích đáy tức là bằng a a phẩy đó các em nhân cho S của cái hình thoi a b c d các bạn có nhớ cho cô là cái diện tích hình thoi tính sao không diện tích hình chữ nhật dễ ha hình vuông dễ ha diện tích hình thoi cũng có nhiều cách tính nếu mà ra thi bí quá thì chia cái hình thoi ra làm đôi rồi dùng bằng cộng hai cái tam giác này nè các em uhm rồi, rồi tính từng cái tam giác rồi nhân đôi lên là nó xong còn bạn nào mà nhớ được á, thì nhớ cho cô luôn diện tích hình thoi thì bằng 1 phần 2 tích hai cái đường chéo tức là chỗ này là a a phẩy nè tích hai đường chéo tức là ac nhân với bd rồi nhớ cho cô là hai cái đường chéo hình thoi thì như thế nào với nhau vuông góc những cái tính chất này là phải gọi là ghi tâm rồi phải không? Mình thôi nữa chó gì? BD bằng A căn 3 cô cho chỗ này chữ O luôn nha. Rồi, BD bằng A căn 3. Chó gì nữa? Cạnh là A. Rồi, như vậy là có phải dùng Pythagore là mình tìm được AO không các em? Như vậy là AO sẽ bằng căn của AB bình, tức là A bình. A bình thì cô bấm ở đây là một phải không? Trừ cho Bo, BO, là một nửa của BD. Cô ghi ra cho các em đừng có sai nha. 1 à, trừ căn 3 trên 2 tức là 1 trừ 3 phần 4 trời bóc làm chi. Thì nó ra là 1 trừ 3 phần 4 là 1 phần 4 vì chỗ này ra AO là 1 phần 2 A. Được chưa? Như vậy AO mà 1 phần 2 A thì suy ra AC bằng A đúng không? Rồi ráp vô đây. Chúng ta có 1 phần 2 nè nhân cho a a phải là 4 nè nhân cho ac ac là nhân cho 1 khỏi nhân nhân cho bd là căn 3. Rồi. Vậy là chúng ta ra 2 căn 3 a lập phương. À câu 26a Cô nhìn coi có bạn nào giống cô không? Dạ yeah, cũng có ra câu này dễ quá. Ừ. Tiếp tục câu 27 tổng số tiệm cận đứng tổng số nha ừ. tức là chẳng qua là có mấy tiệm cận đứng và tiệm cận ngang đó vậy là có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang bây giờ <laughs> tiệm cận ngang là làm gì cho cô lấy trước x bình vì đây là hai cái cùng bậc ha lấy trước x bình chia trước x bình là ra 5 tức là chúng ta lấy lim khi x tiến tới vô cùng là bằng số 5 tức là y bằng 5 là có một tiệm cận ngang chúng ta muốn lấy tiệm cận đứng thì chúng ta cho cái mẫu bằng không nhưng lưu ý là lúc mà chúng ta lấy cái mẫu bằng không chúng ta ra hai giá trị là x bằng cộng trừ một vậy thì các em phải đem thế lên trên đây cho cô thế lên trên tử á. được chưa coi coi là có cái nghiệm nào làm cho tử bằng 0 không nếu một trong hai nghiệm đó làm cho tử bằng không là là chúng ta sẽ loại cái nghiệm nó đi rồi, như vậy chúng ta sẽ có, đây cô làm lại cho các em coi nha. Như vậy lúc mà cô cho x bình phương trừ 1 bằng 0, tức là cô có x bằng cộng trừ 1. Được không? Bây giờ cô mới thế x bằng 1 vào tử nè. Thì cô sẽ có tử bằng gì các em? 1 vô đây là 5, 5 trừ 4 là, cái là tử bằng 0 không? À, như vậy là cái x bằng 1 này có phải là tiệm cận đứng không các em? không là tiệm cận đứng còn lúc mà x bằng trừ một thì các em thế ở đây à thế x bằng trừ một vào trên tử thì chúng ta sẽ có được là tử khác không thế trừ một vô thì tử khác không vậy thì cái x bằng trừ một này là tiệm cận đứng như vậy chúng ta có một đứng một ngang như vậy tổng lại là bao nhiêu hai như vậy là làm bài này nếu mà không kỹ là chọn ngay số 3 liền đúng không? là tại vì cứ nghĩ là có hai nghiệm mới với mẫu là hai cái tiệm cận đứng là không đúng đúng chưa nè? tại vì lúc mà x tiến tới một thì trên không dưới không luôn là chúng ta đơn giản được cho cái nhân tử mà x trừ một đó các em à, thì cái hàm này nó đâu có nhận tức là x tiến tới một á thì cái lim của cái y á lim của cái vết cắt không có bằng vô cực. Nắm được chưa? À, cho nên là chúng ta phải loại cái nghiệm x bằng 1 đi. Chúng ta chọn câu 27C. 28. Nhìn mấy câu chữ nghĩa này thấy mệt ha. Đừng mệt. Rất dễ. Đây. Có đồ thị. Các em nhìn vô cái D cho cô nè. Cái D này có nghĩa là gì các em? Lúc mà các em thấy x bằng 0 vô thì y bằng D. Thấy x bằng 0 vô y bằng D. D đây nè. Vậy có phải D này là D âm không các em? Ừ, D âm. Đây là hàm bậc 3 mà có cái nhánh xa nhất này đi xuống, tức là A của chúng ta âm. Chọn A âm, D âm thôi. Trời ơi, câu này khỏi tính toán. Lấy điểm được luôn. Rồi. Câu 29. 29 là một câu về diện tích hình phẳng. Thì các em có thấy là diện tích hình phẳng năm nay các em cho cũng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Tại vì diện tích hình phẳng ứng dụng của tích phân nó lọt vô cái học kỳ 2. Các em thấy những câu này cho rất là dễ thương. Mà những câu mà người ta đã cho mình lấy điểm, người ta đã kêu mình lấy điểm đi thì phải cố gắng là lấy cho hết. Điểm người ta không có để sai một cái gì nha. Ở đây nè các em coi, người ta cho cũng dễ nhìn lộn lắm nha. Cái hà mà nằm trên á là cái y nãy nằm dưới bởi vì coi chừng là cái này là, 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 là lộn là cái này trên nè. À, còn cái hàm ở dưới thì y để ở trên đó cái đồ thị nằm dưới cái đồ thị của hàm này thì lại nằm ở dưới này thấy không còn cái đồ thị của cái hàm dưới này nằm trên lưu ý để em tôi trừ trừ nhìn mắt mũi lại làm lộn diện tích hình phẳng thì đương nhiên đi từ trừ một tới hai rồi của hàm trên trừ dưới tức là chúng ta sẽ có tích phân này đi từ trừ một tới hai nè trên nè là trừ x bình phương cộng 2 trừ cho x bình phương. Trời ơi cô làm tới đây rồi. Làm cho cô thêm một bước nữa ra kết quả coi. Phụ cô làm coi. Câu này dễ quá, trừ vô tư. Ra bao nhiêu? Các bạn nào ra được chưa? Ừ, rồi, cảm ơn các em. Nhìn vô đây chúng ta nhìn thấy liền. À, trừ 1 tới 2 của trừ 2X bình phương Ở đây ra cộng 2X đúng không nè Cộng 4 đâu cô coi coi Các em nãy các em nói cô đã chính a mà cô không biết đúng không Trừ đúng rồi Trời các em cô giờ luyện với nhà kiến nhiều lắm rồi Giờ level lên mà lên tay hết rồi Đây chào số phức Hồi nãy cô đã từng nói với các em chưa Những câu số phức trong cái đề tham khảo này tương đối là là dễ dễ chịu uhm. nhưng mà nhớ cho cô z gạch đầu là gì z gạch đầu là số phức liên hợp ha như vậy z 1 là 3 cộng trừ 3 cộng y cộng cho không có cộng z 2 đâu nha mà cộng với là cái số phức gì 1 trừ y là z 2 thì z 2 gạch đầu sẽ là 1 cộng y như vậy ra nhiêu trừ 2 cộng 2 y người ta hỏi phần ảo rất nhiều bạn phần ảo cứ kêu là hai y không phải phần ảo chỉ là số 2 mà thôi vậy là chọn 30 gì các em 30 c mấy điểm rồi 6 điểm ha coi các bạn nào chọn 30 c giống cô thể không chắc chắn phải có nhiều chứ lại một câu số phức dễ thương trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn câu này cô ghi luôn trong đây Z bằng 1 cộng 2Y tất cả bình phương của bình phương lên nha. Cô ra Z bằng 1 cộng 4Y cộng cho 4Y bình phương. Được chưa? 4Y bình phương là... Cộng thức cây mắm máy tính cũng được. Bạn nào ấy chọn chế độ uh, complex cơm xong rồi cái uh, bấm chữ Y vô để nó khai triển cho mình 1 cộng 2Y bình phương luôn. Đó, còn bạn nào làm nhanh thì mình có là đây ra trừ 4, 1 trừ 4 là trừ 3 cộng 4y. Thấy không? Nè, cô bấm thử cho coi. Bấm số phức nè. Đầu tiên chọn mốt 2 nè. Đó, nó ra số ừ, số phức. Các em phải chọn mốt 2 thì cái bấm chữ y nó mới ra. Các em bấm 1 cộng 2y nè. Trời ơi, cô đọc cộng mà cô bấm trừ thấy ghê không? 1 cộng 2y bình phương. Bạn thấy không? Trời ơi, cô thủy tính ghê quá. Vậy điểm nào đây? Trừ 3 với 4 điểm B 31A Câu 32 Tích vô hướng của vector A nhân cho vector A cộng B Giờ cộng cái A cộng B này trước đi các em Nào làm được trong đây cô cộng luôn Như vậy A cộng B vector A Như dưới đây đi Vector A cộng vector B bằng Bằng nhiêu? A à, cộng B lấy này cộng lại thôi Cộng vô tư thôi Trừ 1, 2 Với 8 Trừ 1, 2, 8 Thấy không? Nhỏ qua thấy không? Tôi viết luôn đi Thấy được ha Tao thấy không các em? Ok ha Ừ cứ mà thấy được cô hỏi mà 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 thấy đúng thì cứ like đồ này nọ cho cô là cô biết rồi bây giờ nhân vô hướng nè lấy hoành nhân hoành là trừ một đúng không lấy hoành nhân hoành là trừ một tung nhân tung là hết nè rồi cộng cho bao nhiêu? 3 lần 8, 24, trừ 1 cộng 24, chọn đáp án B, 32 câu B. Trong không gian, cho mặt cầu S có tâm đây và đi qua điểm M, mặt cầu. Để đã này nhìn thấy rồi ha. Mặt cầu tâm Y đi qua điểm M, tức là họ cho mình bán kính là IM. Vậy thì tính dùm cô cái vector IM vector im ra bao nhiêu? 4 nè. 0 nè. Nhớ nha cái này chữ này là thật ra tính này tính độ dài cho nên mấy cái dấu cộng trừ nó cũng dễ thôi. Thấy 4, 3 là biết ngay độ dài im bằng căn của này là bằng 5. Rất nhiều bạn sẽ chơi đáp án 0 0 trừ 3 là lấy cái đáp án B này nè các em. Không được nha. Ở bên đây cái vế phải là E R bình. Cho nên phải lấy 25. 33 câu A mới đúng. Rồi. Một trang nữa lại qua đi ha. À. Chưa bao giờ giải đề mà thấy tâm hồn vui vẻ như vậy ha. Rồi. Trong không gian oxyz, mặt phẳng đi qua điểm m này vuông góc với nguyên cái đường này. Sao các em? Mặt vẽ cái mặt vuông góc với đường Ủa Người ta yêu cầu mình viết phương trình gì Viết phương trình mặt Phương trình mặt Mặt thì tìm vector pháp tuyến Mà nó cho đường Chỉ đường là pháp mặt Như vậy pháp mặt là 2, 2, 1 Ở đây nó cho sẵn luôn các em Ôi trời Như vậy là chỉ có hai sự lựa chọn thôi A hoặc là C Ở đây có hai cách làm Hoặc là có vector pháp tuyến của mặt rồi thì dùng công thức ax chữ 0 cộng by chữ 0 cộng cz chữ 0 cộng d bằng 0 để giải. Còn không thôi thì thế luôn, tại vì có hai sự lựa chọn của thế luôn. 1 1 trừ 1 thế vô nha, đây là 2 nè. 2 cộng 2 là 4 trừ 1. Trời ơi, đáp án 34A. Họ đề đáp án A. Rồi, nhớ là cô loại BD cho nên cô không có thế vô BD nha Tại vì cái vector pháp tuyến là 221 cho nên cô chọn A với C ừ. Rồi, 34 các bạn nào ra giống cô không? Ủa sao các bạn ra C? Từ từ từ, coi chừng cô lộn nha Cô coi thử coi 2, 2, 1, điểm 1 vô đây là 1 nè, là 2. 2 cộng 2 là 4. Trời đất ơi, xin lỗi các em, cô Thủy hư quá. C chứ, cảm ơn bạn nha. Đây, tại vì 1 vô đây nè các em là 2, 2 cộng 2 là 4, thì 4 phải trừ 1, trừ 3 chứ. Chứ tự nhiên trời đất ơi, ham câu A. Đó, bởi vì cô nói, nhiều khi á, ra thi chủ quan, làm mấy cái bài khó thì đúng có rất là nhiều học sinh về nói trời cô ơi 30 câu đầu, 35 câu đầu em giải cái vèo Hồi dò lại mấy câu sau thì đúng rất là nhiều các em Mà mấy câu trên chủ quan giống như cô vậy đó Nói chung mình làm mà tập trung cao độ Mình dễ làm sai ừ, Thành ra là ra thi là cố gắng là Thôi lấy máy tính bấm cho cô Nãy lấy máy tính bấm cho chắc ăn Ha Rồi 35 Làm hết câu 35 là được 7 điểm rồi Ừm uhm lăm nha. Vector nào dưới đây là vector chỉ phương của cái đường thẳng đi qua hai điểm đó là cái đường thẳng MN. Vậy thì vector MN chính là vector chỉ phương luôn. Chỉ vấn đề là không biết là cái đề nó có cho sẵn mình vector MN không hay là nó cho K lần MN nữa. Vậy làm gì làm tính vector MN trước. MN là bao nhiêu đây? 2 nè. 2 2 và 4. Đó, thấy chưa? Nó đâu có cho mình sẵn 2, 2 và 4 đâu. Nhưng mà mình thấy cái 1, 1, 2 có phải nó bằng một nửa cái vector MN không em? Như vậy là các em chọn cho cô đáp án gì? Đáp án B. Hoặc là chúng ta có thể lấy cái vector nào cùng phương với vector MN. Đó. Bây giờ tới câu 36. Câu 36 là một câu của lớp 11 thật ra cái số mà 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 chọn chọn này mình cũng gặp rất là nhiều nhưng mà mình làm mà không kỹ á là sai cũng dễ lắm nha rồi bây giờ chọn một số từ tập các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau tức là cái tập hợp a của mình để lấy số á, là nó sẽ đi từ không một cô không lấy dấu phẩy nha ba 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các em thấy được chưa? Rồi. Bây giờ để chọn được một cái số mà có 3 chữ số đôi một khác nhau á. Thôi cái này không dùng tổ hợp chỉnh hợp gì lụm luôn. Cái số đó có phải là có dạng là ABC gạch đầu không? A không được là số 0. Ừm. Không nhân mẫu A không được là số 0 cho nên A có 9 cách chọn. B vì có nhiệm vụ khác số A. Được chưa? Cho nên B chọn số nào cũng được khác A, tức là B có 9 cách chọn. C có nhiệm vụ là phải khác số A và số B có 8 cách chọn. Chút nữa quá mấy một lần luôn. Còn đây cô chọn 998. Ừ. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình đây là bài toán xác suất. Ừ. Để chọn được một cái số có 3 chữ số mà tổng các chữ số là chẵn tổng các chữ số là chẵn thì nó có mấy trường hợp? Nó có 2 trường hợp. Trường hợp 1 là gì? Ba số đều chẵn hết. Ủa ba số đều chẵn có phải cộng lại ra số chẵn không? Ba số cùng chẵn thì chúng ta sẽ chọn như thế nào các em. Có bao nhiêu số chẵn? 1 2 3 4 5 số chẵn. Cô chọn 3 số chẵn ra tức là C53 và chọn ra được ba số này rồi cô phải hoán vị nó ba giai thừa. Chút nữa cô cũng sẽ bấm cái này. Rất nhiều bạn ở đây nói ủa sao em thấy nó kỳ kỳ cô. Bị gì là cái số A nó không được quyền bằng không. Ok các em. Cô chọn hết rồi chút nữa cô sẽ trừ cho cái trường hợp mà số 0 đứng ở đầu tiên. Nhớ được chưa? Còn cái trường hợp này là cô chọn vô tư luôn cho số 0 đứng đầu luôn. Chút nữa cô trừ sau ha, cho nó dễ. Trường hợp 2 Theo các em là muốn tổng 3 số chẵn Thì ngoại trừ là cái trường hợp là ba số đều chẵn ra Bây giờ cô cho một số chẵn thôi Thì hai số kia phải là số gì em? Số lẻ Tức là một số là chẵn hai số còn lại là hai số lẻ được không Tại vì lẻ cộng lẻ là chẳng Chẳng thêm anh chẳng này nữa Tổng của mình chắc Chắc chắn là chẳng Vậy thì cô chọn một số chẳng Trong mấy số Trong năm số cô có C51 Nhưng cô chọn hai số lẻ Trong năm số lẻ cô có C52 Và cô cũng nhân với ba dây thừa Cô hoán vị Ban đầu cô chỉ chọn ra thôi được Cô hoán vị ba cái số đó Ủa liệu là có trường hợp sai số chẵn không? Không được. Bị hai số chẵn, một số lẻ thì các em cộng lại ra số lẻ rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ làm tới cái trường hợp là số 0 đứng đầu. <laughs> trường hợp số 0 đứng đầu thì cái số của mình có phải có dạng là 0 BC không các em? Đúng không? Tức là cô đã chọn số 0 rồi. Vậy thì B và C cô sẽ chọn không được là số 0 nữa. Ừ. như vậy thì số 0 đứng đầu thì vô cái trường hợp 1 này nè các em. Ba số đều chẵn, tức là số 0 là số chẵn rồi. Bây giờ cô sẽ chọn B là số chẵn và C cũng là số chẵn. Nhưng số chẵn của mình ban đầu là có 5 số, cô bỏ đi số 0. Như vậy bây giờ chỉ có mấy số thôi? 4 số. Như vậy là cô sẽ chọn C 4 2 cô chọn ra ba số và cô chỉ hoán vị BC thôi. 2 giây thừa. Vậy đi, còn trường hợp gì nữa các em? Một số chẵn là số 0, hai số lẻ, tức là BC lẻ. Cái này là BC chẵn nè, cái trường hợp này là BC chẵn, tức là BC thuộc vô 2, 4, 6, 8 cô viết vậy cho các em dễ hiểu. Đó. Còn bây giờ cái trường hợp thứ hai tức là BC của cô là hai số lẻ luôn là hai số lẻ thì nó là C52 tại vì số lẻ thì là 13579 nó còn hết và cô cũng dai thừa được chưa như vậy bài này xác suất của cô sẽ bằng B trong trường hợp này sẽ bằng cô chia cho cái gì đây bây giờ cô bấm nha 9 x 9 x 8 9 x 9 x 8 bằng 648 chỗ này là 648 cô viết cái mẫu là 648 ở trên tử của cô sẽ là gì đây các em C53 x 3 dài thừa cô viết lại cho nó rõ cho các em nhìn cộng C51 x C52 trời mấy cái này mà các em làm cũng cũng dễ nhức não lắm á trừ cho trường hợp số 0 tức là trừ cho C42 x 2 dài thừa trừ tiếp cho C 5 2 nhân 2 dây thừa đương nhiên ở đây có nhiều bạn nói em chọn A được không thì cũng được nhưng mà cô thì tôi cô thường hay chọn xong rồi cô hoán vị cho nó không có dễ không có lộn cái trường hợp này nè các em cô đánh thương cho các em để lộn luôn là BC của mình là số chẳng tức là BC nó thuộc 1 3 à, lẻ BC nó là số lẻ 1 3 5 7 9 rồi hồi hộp quá hồi hộp quá ra không số gì đây ha. C53. Đây bấm lên cho các bạn comment cô sai nhắc chứ. C53 bấm 5. C3 nhân 3 giai thừa nhân 3 giai thừa. Rồi cộng C51 tức là bấm 5. Ừ. C1 C51 nhân 5. C2 nhân 3 dây thừa Thật ra 3 dây thừa là 6 Bạn nào thuộc thì bụp luôn Trừ um, C42 4 C2 Nhân 2 dây thừa là 2 ha Trừ 5 C2 Nhân 2 Chia Chia bao nhiêu 6, 4, 8 Bằng 41 phần 81 Còn Có Ồ, có luôn các em ơi Câu A 36 câu À, nắm được cái phần này chưa? Cô biết cũng à, khá là kỹ Các em có thể à, nhìn lại các cái trường hợp Nó nhớ là hai cái trường hợp này cô lấy hết Sau đó thì cô trừ cho trường hợp số 0 đứng đầu, đứng đầu. Đương nhiên cô nói các em Đối với những cái bài mà xác um, suất như thế này á, Thì chúng ta có rất là nhiều cách giải Vấn đề của chúng ta là phải nhận định cho đúng các trường hợp và tính toán cho nó kỹ có nhiều bạn chỗ này ví dụ như chọn ra quên nhân ba dây thừa này nọ vân vân thì kết quả của mình rất là dễ sai nắm được chưa rồi chúng ta sai xong câu 36. chúng ta sang câu 37 mươi ừ, ba là câu cho hình chớp s a b c d có đáy là hình thang cái hình này các em gặp rất là nhiều các em ab bằng hai a nè rồi AB, AD nè là A nè, DC là A nè, CB cũng là A. Đó, cái hình thang mà các em có cái dạng này mình gặp nhiều lắm. Gọi đó cái đây đề bài này dễ thương nè, gọi sẵn cho mình M là trung điểm của AB luôn. Rồi. À họ cho luôn mình SA bằng 3A luôn rồi các em. Và họ yêu cầu tính khoảng cách giữa hai cái đường SB và DM thì thật ra bài này á với những em nào mà sợ cái hình học không gian thuần túy á, thì các em có thể chọn cái hệ trục tọa độ ừ, với đầu các em vẽ ở đây thì mình sẽ có cái tam giác này nè các em tại vì DM cũng bằng A luôn các em thấy không? Tại vì cái tứ giác DCBM D, nó sẽ là hình bình hành cho nên đây A đây A luôn cho nên D các em kể đây ví dụ như là D gì D Y gì cũng được là trung điểm của AM thì DI vuông góc với AM. Đó. Cho nên cái trục uh, OX của mình á là nó vuông góc với AB thế là nó sẽ song song với DI vậy nữa các em. Các em chọn đây trục X, trục Y, trục Z rồi các em tìm khoảng cách giống như là hệ trục tọa độ Z cũng được. Nhưng mà đương nhiên là tính toán nó sẽ hơi phức tạp một chút. Còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm theo kiểu hình học không gian thuần túy. Thì mình để ý cho cô như vậy các em. Đây, cô lấy giấy lên vẽ cho các em coi, vẽ cho các em coi ha. Đề bài yêu cầu tính khoảng cách giữa SB và DM. thì thật ra thì là mình theo như cách mà mình học đó, để tính khoảng cách giữa hai cái đường chéo nhau, thì qua một đường mình sẽ dựng một cái mặt song song với cái đường kia. thì đây mình thấy có phải là DM nó song song với BC không các em? Cho nên có phải là cái mặt phẳng SBC song song với DM hay nói khác đi thì là DM song song với mặt phẳng SBC. Đúng không nè? Đó, cho nên là khoảng cách giữa SB và DM thì cô sẽ thay bằng khoảng cách giữa DM và SBC. Cô nhắc lại vì SBC song song với DM, nắm được chưa? Như vậy thì khoảng cách từ đường tới cái mặt song song thì trên đường chúng ta lấy một điểm nghe em. Chúng ta thả khoảng cách xuống cái mặt. Như vậy thì DM với SBC thì cô sẽ chọn điểm M. Điểm M có liên quan với điểm A. Như vậy là nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm M tới cái mặt phẳng SB, SBC. Rồi, lại có một cái nhận xét nữa là có phải là ta có AMB thẳng hàng không em? AMB thẳng hàng. Cho nên khoảng cách từ M đến SBC sẽ bằng một nửa khoảng cách từ A đến SBC. Ở trong một cái đề tuyển sinh có một cái câu, cái đề mà cô đã từng livestream giải cho các em rồi á. Có một cái câu tương tự như vậy. Các em coi. Tại sao cô rất là chú ý tới điểm A là tại vì điểm A nó được gọi là chân của cái đường cao của hình chóp với các em. Đó. Cho nên là cái điểm A mà xuống mặt phẳng SBC thì rất là dễ tìm rồi chúng ta lại có một cái nhận xét nữa cho cái hình này các em đây nếu như cô nối cm vô trời ơi cái gì mà siêu vẹo nối cm vô được không thì tương tự bên đây cô cũng có cái tứ giác a d cm là hình bình hành tại vì am song song và bằng với cd luôn tứ giác này hình bình hành cho nên cm cũng bằng a mà M là trung điểm, CM là đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng một nửa cạnh. Tức là CM bằng một nửa AB. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có một cái nhận xét cho cái hình thang này. Đó, đó là cái tam giác. Trời ơi, góc vuông này đẹp. Đó, nhận xét được cái góc vuông này thì cái bài toán của chúng ta trở nên dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta có gì các em? Chúng ta sẽ có là BC vuông góc với AC. BC vuông góc với AC tiếp tục BC lại còn vuông góc với SA tức là BC của chúng ta sẽ vuông góc với mặt phẳng gì các em? BC vuông góc với SAC như vậy thì khoảng cách từ A tới SBC, SBC, SAC có phải có chung cái giao tuyến là SC không các em? Tại vì BC vuông góc với SAC thì mặt phẳng SBC cũng vuông góc với mặt phẳng SAC theo giao tuyến SC cô chỉ việc vẽ từ A cô vẽ một cái đường AH vuông góc ha, dựng AH vuông góc với SC thì cô sẽ có cái khoảng cách này chính là bằng AH 1 phần 2 AH với AH này nè các em là nó vuông góc với SC tại gì các em tại ha các em thấy được chỗ này chưa như vậy thì cái việc mà tính cái ah này nó trở nên quá là đơn giản chúng ta có công thức gì đây các em một trên ah bình phương thì bằng một trên ac bình phương cộng cho một trên sa bình phương mà ac bình phương thì bằng gì ac chính là cạnh huyền của cái tam giác vuông con cạnh là a con cạnh là gì đây các em xin lỗi các em, AC là cạnh góc vuông của cái tam giác vuông ACB vuông tại C. Như vậy có phải là cạnh huyền là AB không? Như vậy thì AC bình thì nó bằng là cạnh huyền bình tức là 4a bình phương trừ cho 4a bình phương trừ cho a bình phương SA ta cho rồi 1 trên 9a bình phương. Này như vậy là cô sẽ bấm là một phần 3 cộng 1 phần 9 bằng 4 phần 9 Tức là 1 phần AH bình bằng 4 phần 9 Tức là AH bình bằng 9 phần 4 AH bằng 3 phần 2 À khoảng cách bằng 3 phần 2 Chúng ta chọn câu 37 đương nhiên là phải có chữ A vào trong đó Đó làm biến để chữ A thấy không 9A bình phương Như vậy là AH sẽ bằng 3A trên 2 như vậy là chúng ta chọn câu 37B. Sao? Có bạn nào ra giống cô không? 37. Đâu. À cô mới tính được có AH hả các em ơi? Sorry các em. Cô mới tính được cái AH suy ra AH thì bằng 3A phần 2. Nhưng mà cái khoảng cách DB với SB với DM thì bằng một nửa AH. Cho nên hồi nãy có bạn kêu là ra đáp án A mới đúng. Khoảng cách này bằng 1 nửa AH, tức là 1 nửa của 3A phần 2. Như vậy là 3A phần 4. Nhớ nha, cô tính đây là AH, phải lấy AH. Thế lên lại đây. Thấy được chưa nè? Rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi, câu 38. Ừ, 38 là một câu về nguyên hàm. Ừ, bây giờ cho đề bài cho vậy các em. Đề bài cho f F'X, cái này chúng ta làm hoài. Chúng ta lấy nguyên hàm của F'X thì có phải chúng ta ra được F'X không? Nhưng mà cô muốn xử lý cái F'X này cho các em một chút xíu chứ giờ lấy nguyên hàm của nguyên cái này gọi là như một cái đống bùi nhùi này là mình thua luôn đó. Như vậy là chúng ta sẽ lấy là nhân lượng liên hiệp X nhân cho X cộng 1 cộng cho căn của X cộng 1. Và ở dưới mẫu thì cô sẽ nhân lượng liên hiệp thì cô sẽ ra là x cộng 1 tất cả bình trừ cho cái căn bình tức là trừ cho x cộng 1. Hiểu không? Cái này trừ căn nhân cho cái này cộng căn thì bằng cái này bình trừ cho cái căn bình. Được chưa? Rồi ở trên đây cô ra là x nhân cho x cộng 1 cộng căn của x cộng 1 chia cho khai chuyển hạng thức x bình phương cộng 2x cộng 1 trừ x trừ 1 đơn giản đơn giản vậy thì ở trên tử á cô viết lại nha x nhân x cộng một cộng cho căn của x cộng một còn ở dưới mẫu cô ra gì đây x bình phương cộng x vậy cô đặt ra ngoài trời ơi các em thấy đẹp kinh vậy không cô đang đơn giản x trên x dưới fx không ba ha đơn giản cho nên khác không đơn giản rồi cô lấy chia luôn Vậy thì có phải chỗ này cô ra được là x cộng 1. Chỉ x cộng là dấu cộng nha các em. x cộng 1 trên 1 là 1 nè. Cộng cho, nhớ là cái này mất. Căng của x cộng 1 trên đây thì nó sẽ ra là 1 trên căng của x cộng 1 hay là x cộng 1. Mũ gì đây? Trừ 1 phần 2. Rồi, bây giờ cô sẽ nguyên hàm cái f phải x. Tức là cô nguyên hàm cái này. Nguyên hàm, trời đất ơi cô bị khùng. Đây các em bỏ cái căn đi chứ Thì nó mới ra được là X mũ rừ 1 phần 2 Đúng không? Cô nhắc lại Căn x cộng 1 trên căn trên x cộng 1 thì ra 1 phần căn x cộng 1. À, tức là x cộng 1 mũ 1 phần 2 bỏ căn đi đi nha. Đã 1 phần 2 tức là mình lột căn rồi. Rồi. Đó, đi tới những giây phút cuối đôi khi có những sự lầm lẫn chút xíu. Không sao hết ha. Rồi. Dx. Vậy thì bằng gì các em? Nguyên hàm của 1 là x. Được chưa? Nguyên hàm của x cộng 1. Nguyên hàm thì mình cộng 1 vô đây. Trừ 1 2 cộng 1 một là 1 một 2. Tức là mình sẽ ra là cộng x cộng 1 một mũ 1 một 2. Chia 1 2. Thôi dịch qua nhân 2 luôn nha. Đó. Ra đây luôn. Được chưa? Như vậy đây chính là fx. Đây chính là fx. Đề bài cho cái gì các em bắt buộc phải cho một cái điều kiện để mình tìm được c. F3 bằng 3. Cô có F3 tức là 3 cộng cho 2. Ở đây là căn ha. Căn của 3 cộng 1 là căn 4 cộng C. Cái này bằng 3. 3, 3 là mất. Như vậy cô suy ra C của cô bằng trừ 4. Được chưa các em? Suy ra C bằng trừ 4. Bây giờ cô chỉ việc đi tính tích phân từ 3 tới 8 của cái hàm Fx. Mà Fx là nguyên cái này. X cộng 2 căn của X cộng 1 trừ cho 4. Để X bấm máy thôi. Tới đây bấm máy. Thoải mái. Rồi. Tích phân. Tích phân đâu? tích vân phải để là chế độ bình thường nó mới cho x rồi cộng 2 căn của x cộng 1 đem trừ 4 nhớ để dấu ngoặc cho cô thủy nha uhm. có điều tích phân á nhiều khi tính hơi lâu thì nó có nhiều bạn nào mà mà à, nhà có hai máy tính đem hai cái máy tính cho cô rồi ra cái số thấy ghê quá 197 6 Ôi ghê mà có ghê mươi 38 chúng ta chọn Câu B 197 phần 6 Cũng đơn giản ha Rồi Thôi hôm nay thì uh, buổi livestream uh, Thứ nhất của chúng ta sẽ dừng lại Ở câu 38 Hẹn các em ở cái buổi livestream tiếp theo Cô sẽ hướng dẫn các em 12 cái câu Còn lại Được chưa nè ơi à, nãy giờ có, có nhớ cho cô một like nè rồi cô cũng tặng các em một cái tim ha chúc các em sẽ uh, làm thật là tốt những cái câu mà cô đã hướng dẫn chào tạm biệt các em hẹn gặp lại